Theo các bạn thì chuối ta với chuối tây thì chuối nào tốt hơn? Đối với những người bị béo phì, thừa cân hay đang trong chế độ ăn giảm cân thì nên ăn chuối xanh hay chuối chín, chuối tây hay chuối ta? Và những người mà đang bị tiểu đường hay là đang bị suy thận thì có nên ăn chuối hay là không? Quả chuối thì đối với chúng ta thì quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Hàng ngày chúng ta có thể ăn chuối, ăn trực tiếp quả chín này. Có thể làm bánh chuối, rán chuối, hay luộc chuối, hoặc là nấu quả chuối xanh với những món ăn mà chúng ta rất là thích. Ví dụ như là chuối nấu với ốc này, ếch om chuối đậu này, ba ba nấu với chuối xanh. Rất là nhiều món ăn ngon đúng không ạ? Và điều đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu về những cái thành phần dinh dưỡng qua trong quả chuối, nó có thể tác động như thế nào đối với sức khỏe. Quả chuối thì là một loại quả chín có chứa đường bột. Lượng tinh bột trong quả chuối thì không nhiều. Khi mà so sánh lượng tinh bột trong 100g chuối với lại 100g gạo thì nó chỉ bằng 1/6 so với 100g gạo mà thôi, rất là thấp. Nhưng lượng tinh bột và lượng đường thì sẽ khác nhau giữa chuối xanh, chuối ương và chuối chín. Nếu càng chín thì cái chỉ số đường huyết của chuối sẽ càng tăng lên. Ví dụ như chuối xanh thì chỉ số GI của nó tương đương khoảng 40. Khi nó chín vừa phải thì nó lại tăng lên 50. Nhưng đến thời điểm quả chuối chín quá, nó mềm, vỏ nó hơi đốm nâu và ăn rất là ngọt cũng như rất là thơm ấy, thì khi đó chỉ số đường huyết của nó có thể lên tận 60 cho đến 70. Thành phần thứ hai có trong quả chuối cũng tương đối là nhiều và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chính là thành phần chất xơ. Thêm vào đó, trong chuối xanh thì có một loại tinh bột, nó gọi là tinh bột kháng. Đặc điểm của loại tinh bột kháng này là nó sẽ giúp cho chậm hấp thu lượng đường huyết vào máu, cũng như là làm giảm cái sự hấp thu của chất béo vào trong cơ thể. Vì vậy nó sẽ làm chậm tăng đường huyết cũng như là làm giảm cái lượng mỡ máu trong cơ thể khi mà chúng ta ăn chuối, đặc biệt là chuối xanh. Nhóm thành phần dinh dưỡng thứ ba mang lại lợi ích cho sức khỏe chính là nhóm chất muối khoáng trong quả chuối. Có rất nhiều chất muối khoáng trong quả chuối, bao gồm natri, phốt pho, magie, canxi và những chất khoáng khác. Lượng kali trong chuối rất là nhiều và cũng chính lượng kali này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Đó chính là ba nhóm chất dinh dưỡng chính mà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả chuối. Vậy thì chúng ta nên ăn chuối như thế nào thì là tốt nhất? Thứ nhất là đối với những người đang giảm béo, thừa cân và những người bị tiểu đường, các bạn có thể dùng chuối xanh để nấu thành những món ăn mà có thể thay thế cho các lượng thức ăn mà chứa nhiều tinh bột trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, như là cơm, miến, xôi, bánh mì chẳng hạn. Nếu bạn thay thế được như vậy thì đã cắt giảm được một lượng lớn rất là nhiều calo từ những cái lượng cơm, bún, miến hay bánh mì trong bữa ăn để giúp cho chúng ta giảm cân được tốt hơn rồi. Và giảm béo thì tiểu đường thì nên ăn chuối tây hơn là ăn chuối ta. Bởi vì trong chuối tây thì nhiều chất xơ hơn, nhiều tinh bột kháng hơn nhưng lại ít lượng đường hơn. Đối tượng thứ hai là những người mà thường xuyên chơi thể thao hay là những người đang tập luyện để xây dựng cơ bắp. Thì mình khuyên các bạn là nên ăn quả chuối chín và ăn quả chuối ta hay là chuối tiêu ấy thì sẽ tốt hơn là quả chuối tây. Bởi vì trong quả chuối ta khi chín thì nó có lượng đường nhiều hơn rất là nhiều so với lại quả chuối tây, cũng như là cái thành phần chất khoáng nhiều hơn và đặc biệt là kali. Cái lượng kali và chất khoáng này sẽ rất tốt cho quá trình các bạn vận động. Nó sẽ giúp cho hoạt động của cơ tim tốt hơn, hoạt động của cơ bắp sẽ bền bỉ hơn. Còn đối với một đối tượng khác là những người mà đang có một số vấn đề bệnh lý có nguy cơ tăng kali máu như là bệnh thận, suy thận, viêm cầu thận hay là bệnh suy tim, thì hãy nên hạn chế ăn chuối. Và nếu mà tình trạng tăng kali máu dễ xảy ra thì các bạn hãy loại bỏ chuối khỏi khẩu phần ăn của các bạn. Và ok, bây giờ quay lại câu hỏi ban đầu, vậy thì chuối nào là tốt? Chuối xanh, chuối chín, chuối tây hay chuối ta? Theo mình thì chuối nào cũng tốt cả. Và khi chúng ta biết được những thành phần dinh dưỡng, thành phần nào có nhiều trong những giai đoạn nào của quả chuối thì chúng ta sẽ ứng dụng để ăn nó làm sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe và tình trạng bệnh lý của chúng ta. Nếu mà đang giảm béo, thừa cân hay tiểu đường ấy, thì nên ăn chuối tây thì sẽ tốt hơn chuối ta, và nên ăn chuối xanh cũng như chuối ương, đừng ăn chuối chín cũng như chuối chín quá. Còn đối với các bạn thì sao? Có những vấn đề gì các bạn chưa rõ, chưa hiểu hay là có những lợi ích, tác hại gì từ quả chuối mà trong video này mình chưa nói đến thì các bạn có thể comment xuống bên dưới để chia sẻ cùng với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình. Xin chào!